người tu hành duy nhất ở đất nước việt nam này không giữ tiền chỉ có thầy minh tuệ riêng điểm đó thầy đã trí tuệ hơn trăm triệu con người còn đang bị ma lực đồng tiền khống chế rồi hiền diệp xin nhắc lại câu nói mà sư minh tuệ đã từng nói thầy minh tuệ trước đây có người đánh con chửi con con cũng chúc họ hạnh phúc an lạc ai đó có nói gì hay chửi con thì con cũng chúc người đó sớm tu thành phật để không còn sân si chửi mắng con nữa vì còn sân si chửi mắng thì vẫn chưa hết phổ vẫn còn vô minh dù họ có tiền muôn bạc triệu mà vẫn còn sân si chưa có sự an lạc bình an bên trong do tu tập thì vẫn chưa hết phổ nói xong thầy mỉm cười và nói a à di đà phật sau đây Hiền Diệp chia sẻ một câu chuyện thực tế không hề bịa có thật của một vị Phật tử bán cửa hàng quán ăn chay. Ngày trước khi tôi mới mở cửa hàng chay Tịnh Thực quán, tôi đã gặp một thầy còn trẻ hát hay viết thư pháp đẹp rất giỏi. Thầy cho đệ tử của thầy đến để học làm bếp xong rồi TG đệ tử của thầy cặp với nờ NG dây bếp ngân hàng và lôi kéo hết nhân viên của nhà hàng tôi đi theo TH mở cửa hàng chay ở Hà Nam còn có nhiều chuyện không thể nói ra hết được nhưng mà sau này khi gặp thầy tôi vẫn cúi đầu chào hỏi một cách rất là cung kính không có sự oán giận hay trách móc gì hết còn thầy thì có vẻ ái ngại sau này thầy đã không còn duy trì được nhà hàng chay và gặp rất nhiều biến cố nếu mà tôi là người chưa tu tập thì tâm tôi khi đó không biết sẽ như thế nào khi cả một đội nhóm nhân viên của tôi đã gắn bó với gia đình tôi từ suốt hơn chục năm trời đó là câu chuyện chia sẻ từ một bạn phật tử tóm lại hiền diệt rút ra kết luận như thế này đừng bao giờ dùng lời lẽ để phỉ báng hoặc hành động xâm hại đến một bậc chân tu điều này rất nguy hiểm cho người gây ra bởi vì các bậc chân tu đã miễn nhiễm với mọi thứ ô uế của trần gian chính sự thực hành chánh pháp với cái tâm dũng mãnh giới đức và phẩm hạnh đã tạo ra thứ năng lượng uy lực bao bọc bằng từ trường khép kính chung quanh họ nên những từ trường tiêu cực xâm hại sẽ bị dội ngược trở về nơi xuất phát nam mô phật bổn sư thích minh tuệ nam mô a di đà phật hiền diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hiền diệp chia sẻ để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like follow đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé